Panqua Hemani, từ nữ phụ chuyên làm tiểu tam đến nữ chính hạnh phúc ngoài đời thật. Với những ai là fan của bộ phim Trận chiến của những thiên thần hay Linh hồn bị đánh tráo, chắc hẳn không thể không biết đến Panqua Hemani, cô gái chuyên đóng vai hồ ly tinh giật chồng của nữ chính Bi Nam Thiếp. Panqua Hemani sinh ngày 28 tháng 12 năm 1979 tại thị trấn Bê Tông, thành phố Jala của Thái Lan. Cô tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Jajabhap và bắt đầu sự nghiệp năm 2001. Tuy xuất phát điểm là một diễn viên nhưng sau này Panqua đã lấn sân sang thời trang và âm nhạc. Nữ diễn viên chuyên trị vai kẻ thứ ba. Với lợi thế vóc người nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung bất chấp tuổi tác cùng thân hình khá quyến rũ, Pen thường được đóng đinh cho những vai diễn có phần phản diện với tính tình đỏng đảnh, chảnh chọe và rất hay làm hồ ly tinh giật chồng người khác. Panqua nổi tiếng nhất với ba bộ phim truyền hình ăn khách là Yêu Dùm Cô Chủ, Trận chiến của những thiên thần, Linh hồn bị đánh tráo. Trong bộ phim Yêu Dùm Cô Chủ, Panqua vào vai cô chủ Vizada, tính tình hạnh hoẹ khó chịu. Cô và cậu chủ nhà Montai quyền quý đã đính ước với nhau, nhưng sau khi Montai, Pongnawat đi du học, vì không chịu chờ đợi, người yêu Vizada đã quyết định mồi chài những tên công tử nhà giàu khác và nhờ người hầu nhà mình ngày ngày viết thư cho Montai. Đến ngày Montai trở về, Vizada lại làm như không có gì xảy ra mà cứ trơ tráo đến nhà anh, quyết tâm trở thành bà chủ của gia tộc Manhattada. Sự độc ác mưu mô của Vizada đã được Panqua thể hiện xuất sắc thông qua cái nhếch mép và cái liếc mắt khiến khán giả không khỏi rùng mình. Nhắc đến những bộ phim Thái gây ảnh hưởng màn ảnh Việt, không thể không nhắc đến Trận chiến của những thiên thần. Với nội dung dựa trên một câu chuyện có thật về cô tiếp viên hàng không Rin Bi Nam Thiếp phải chịu biết bao tủi nhục và khổ sở khi cưới nhầm người chồng trăng hoa Ninh Pongnawat. Trong phim, Panqua hóa thân thành Cherry, một trong những người yêu cũ của Ninh. Sau này dù biết anh đã cưới vợ nhưng Cherry vẫn không buông tha anh. Cô còn tiếp cận Rin và tham vọng muốn Rin biết mối quan hệ ngoài luồng của mình và Ninh. Cherry đã bày ra rất nhiều chiêu trò hòng ép Rin phát hiện ra rằng Ninh và mình có quan hệ bất chính. Từ đó hôn nhân của Ninh và Rin đi vào ngõ cụt, nhưng Cherry cũng phải chịu quả báo thích đáng cho hành động vô đạo đức của mình. Một Cherry hiếu thắng, thích tranh giành được Panqua, lột tả bằng những hành động cử chỉ rất tự nhiên và thuần thục. Sau Trận chiến của những thiên thần, Panqua Hemani và Bi Nam Thiếp tiếp tục tái hợp trong bộ phim Linh hồn bị đánh tráo. Một lần nữa, Panqua tiếp tục đóng vai tiểu tam giật chồng người khác. Tuy đảm nhận nhiều vai diễn khó ưa trên phim, nhưng ngoài đời Panqua lại được khán giả yêu thích bởi nét đẹp trẻ trung, nhí nhảnh và không kém phần đáng yêu. Sau 8 tháng hẹn hò với Nithi Bongyaralin Pop, con trai của đại tướng Sonthi Bongyaralin, từng là tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Thái Lan kiêm người đứng đầu của Hội đồng An ninh Quốc gia. Trong ngày cưới, cô dâu Panqua Hemani trong bộ trang phục cưới theo đạo Hồi nở nụ cười hạnh phúc nhất vì cô đã tìm được người đàn ông sinh ra là dành cho mình. Chồng của Panqua luôn hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của vợ. Đó là lý do dù đã bước sang tuổi băm nhưng nữ diễn viên vẫn trông rất trẻ đẹp như gái 18. Trong lễ cưới của cặp đôi, chú rể Nithi đã chia sẻ rằng anh còn phải học cao hơn để lấy bằng thạc sĩ. Nhưng vì muốn Panqua an tâm hơn trong mối quan hệ của cả hai, nên anh đã cùng cô nắm tay vào lễ đường. Hiện tại cặp đôi đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh và một cô công chúa xinh xắn. Cuộc sống viên mãn của Panqua khiến nhiều đồng nghiệp trong giới ao ước ngưỡng mộ.